Cô xin chào các bạn nhé. Thì hôm nay là thứ ba thì mình sẽ quay trở lại với một con nick mà lần đầu tiên mình lên kênh luôn nha các bạn. Thì đây là một nick mà nói chung là Cú cũng đã thu được khoảng vài ngày rồi. Thì nếu như mà anh em nào đang cần sau khi xem video, anh em nào cảm thấy ưng ý muốn mút á thì các bạn liên hệ với Cú qua Zalo ha. Và một lần nữa thì Cú nhắc lại với các anh em mà đang ủng hộ mình hay là đang xem kênh của mình, là nếu như mà các bạn đang cần mua nick, đang cần tìm nick thì các bạn cứ gửi yêu cầu kết bạn ở Zalo và các bạn có thể chat luôn. Tại vì Cú không có chặn cái tin nhắn của người lạ, cho nên khi các bạn chat thì mình sẽ, nói chung là lâu lâu khoảng 1 tiếng 2 tiếng là mình sẽ check Zalo một lần, tại vì không có cầm liên tục được các bạn. Với lại hiện tại thì danh sách bạn bè ở Zalo nó đầy rồi, cho nên nhiều khi các bạn gửi kết bạn nó không có hiện, hoặc là có thể là nó sẽ tự hủy luôn các kiểu nữa. Cho nên là khi mà các bạn kết bạn, các bạn cần xem những cái gì hay là các bạn cần gì á thì nhắn tin luôn, mình có thể rep các bạn nhanh hơn. Rồi sau đó là mình sẽ xóa đi một số bạn mà không tương tác hay là không cần đến mình ở Zalo thì mình sẽ chấp nhận các bạn sau ha. Để không thôi các bạn lại nghĩ là mình treo các bạn để không chịu chấp nhận thì tội lắm nha mọi người. Thì hôm nay là Cú sẽ quay trở lại con nick này ở server 434, là thuộc cụm server 500. Tại vì ngày hôm qua thì có rất là nhiều các bạn kết bạn và cũng có rất là nhiều các bạn comment lên cái video của Cú để hỏi về giá nick này kia các kiểu. Thì lý do mà Cú đã không công khai ở trên video là tại vì 9 người 10 ý các bạn ơi. Khi mà công khai lên có nhiều anh em á thì ok không được thì họ bỏ qua, còn có nhiều anh em có tính ngộ lắm cho nên là không thể nào công khai được, mắc công ấy nói này nói kia, chê bai này kia các kiểu nữa. Thì đối với Cú á, khi mà Cú mua bán á thì thật sự mà nói á, anh em đến tìm đến mình thì mình có thể tư vấn cho các bạn hoặc là show cho các bạn tham khảo nếu như mà mình có những cái nick mà như các bạn đang cần tìm ha, hoặc là có thể cho các bạn xem những cái nick mà mình đang bán up trên Zalo á, thì khi các bạn thấy hợp lý thì các bạn ủng hộ Cú, còn không hợp lý thì chúng ta đợi những con nick sau. Không có vấn đề gì hết nha mọi người. Đã, tại vì Cú không muốn công khai, với lại Cú cũng ít khi nào mà up nick lên trên kênh bán lắm. Thật sự mình rất là sợ cái vấn đề là à người này ABC mang con nick của mình so sánh với bên kia, rồi mang con nick của mình so sánh với bên nọ. Nói chung như vậy nó rất là khó chịu. Đối với Cú thì các bạn hợp lý thì các bạn ủng hộ, không hợp lý thì các bạn đợi những con nick khác, hoặc là các bạn có những cái chỗ nào nó hợp lý, giá nó rẻ hơn thì các bạn cứ ủng hộ bên đó. Đối với Cú việc đó rất là bình thường, và hiện tại thì mình vẫn làm với anh em quen và vẫn chào đón tất cả những bạn mà khách mới xem mình hay là biết mình làm giao dịch viên rồi đó, giờ muốn ủng hộ mình thì mình đều rất cảm ơn các bạn và rất là tôn trọng các bạn ha. Còn về việc giá cả thì nó có rất là nhiều yếu tố mình không thể nào mà mình chia sẻ, hay là mình không thể nào mà để mình nói à con này bao nhiêu con kia bao nhiêu. Tại vì cái thứ nhất á các bạn, giá cả là về mình thu bao nhiêu rồi mình bán bao nhiêu, hay là nick đó mình bán hộ, hay là nick đó thuộc server nào, nó có những cái vật phẩm nào, nói chung thì tất cả mọi thứ thì cả hai thương lượng với nhau. Nếu như mà đồng ý ok thì Cú sẽ tiến hành bán cho các bạn, hoặc là Cú sẽ tiến hành thu nick đó cho các bạn và ngược lại. Còn nếu không thì chúng ta vẫn vui vẻ, kèo này không được thì kèo sau các bạn, không mắc gì phải nặng lời nhau. Rồi sau này cần tới nhau thì lại bắt đầu ngại không inbox. Thì nói chung với đó 2-3 năm qua mình làm thì mình cũng đúc kết được khá là nhiều kinh nghiệm. Và tính của mình thì nói chung là cũng hơi bị tẳng và hơi bị nóng, tức là hơi bị dễ quạo á, cho nên là với lại cách nhắn tin của Cú á thì nếu như mà bạn nào không hiểu thì sẽ nghĩ là à mình đang khinh khách, mình đang coi thường các bạn, nhưng không nha. Tại vì cái đó là thói quen của mình rồi, tức là mình nhắn theo cái kiểu mà không có được hoa văn lắm nha mọi người, chứ không phải là tự nhiên mình biết các bạn là ai, mình biết các bạn giàu hay nghèo. Mà với Cú á thì giàu hay nghèo thì con nick đó 100.000 là 100.000, giàu cũng không thêm được mà nghèo cũng không bớt được, tại vì đó là cái giá bán và mọi thứ rồi. Ok, thì bây giờ là Cú sẽ show cho các bạn xem con nick này ha. Thì cũng mong là anh em sẽ hiểu mình hơn và sẽ làm việc lâu dài với nhau. Tại vì mình không đơn giản, mình không phải là chỉ là mua bán không, mình vẫn nạp mốc, mình vẫn cài thuê. Mình cài thuê ở đây á, tức là mình sẽ làm những cái event như là ghép ảnh hay là thử thách, hay là những cái event mà ở trên game đối với những bạn khách mà không có thời gian, hay là những bạn khách ủng hộ mình về mốc nạp mọi thứ. Nói chung là Cú làm nhiều cái lắm các bạn ơi. Cái gì mà làm kiếm được cơm mà nói chung trong tầm tay của mình, trong tầm sức của mình thì mình sẽ nhận. Còn nếu như mà nó quá sức của mình thì mình sẽ từ chối. Cái đó là rất là bình thường nha các bạn. Ok, thì bây giờ là chúng ta sẽ bắt đầu đến với con nick 51 này. Thì hiện tại nick này lực chiến mát á là khoảng 352-353k.
Thì hình như cú nhớ con này là cú đã show một lần rồi. Hôm nay nó lại quay lại thì tiếp tục cú lại show một lần thứ hai. Thế các bạn, bây giờ mới nhớ nè, chứ lúc đầu tính đâu lần đầu. Thì nick này như các bạn cũng đã thấy thì hiện tại nó không có giác vàng. Và những cái nick này á, thì đa số là sẽ treo đó bán, cho nên là cú sẽ không có sử dụng giác vàng nha các bạn. Tiếc lắm, tại vì nếu như mà bỏ đó lâu quá các bạn không mua thì giác vàng bỏ nó rất là phí. Và max lượt chiến của nick này hiện tại là 352k nha các bạn. Thì ở đây bộ nhẫn của chúng ta là 2 Venus cộng 7 nè, rồi một hạnh phúc cộng 7 và một cái hạnh phúc cộng 6. Và về vũ khí thì nick này khá là ổn áp khi mà nó sở hữu cho mình là super phi tiêu, có cả super karaoke và super tủ thuốc, super giỏ đồ, super lưu gạch, super lựu đạn đều đã vĩnh viễn hết nha các bạn, super pháo luôn nữa. Đó, rất là nhiều luôn. Ở đây thì nhẫn kim cương của chúng ta cũng đã được để xem là bao nhiêu nha mọi người. Nhẫn kim cương của chúng ta thì cũng đã được 876 điểm trên 1024 điểm. Thì cái này các bạn nào mà có thời gian thì chắc là đến Tết thì các bạn sẽ full đấy mọi người. Sẽ lên cộng 5 chứ quên là full nữa. Rồi ok, ở bên túi thì chúng ta có một cái lãng mạn cộng 5. Lãng mạn cộng 5 thì tầm này không sử dụng được rồi, tại vì chúng ta đã có 2 Venus 7 á. Áo nón của chúng ta thì vẫn đang sử dụng là áo nón chỉ số 6 và hộ giáp 72. Áo đuôi cá mập thì cũng đã vĩnh viễn nha các bạn. Và ở đây thì cú đã chia sẻ là sẽ không có giác vàng, tại vì hiện tại là không có ai chơi hết, cú tu rồi cú vứt ở đó thôi. Đợi khi nào anh em mua về anh em tự giác vàng nha. Đây, về phần thời trang thì nói chung là nó cũng có một số đồ cơ bản đơn giản thôi. Đạo cụ thì như các bạn cũng đã thấy thì nó hiện tại đang sở hữu cho mình là đá giác vàng khá là nhiều ha các bạn. Như thế này thì các bạn về, nếu như mà các bạn có thời gian thì cài thêm, không cài thêm thì các bạn để sử dụng thì cũng khoảng 6-7-8 tháng là nó chưa hết rồi. Như là mỗi 1.000 viên là các bạn sẽ sử dụng được 1 tháng nha. Ở đây là 6.000 viên giác vũ khí nè, 7.600 viên là giác áo và 8.000 viên là các bạn giác nón nha mọi người. Đây các bạn, ok ha, khá là đẹp mắt ha. Ở đây thì viên bi này chắc là bữa hổm quên đổi nè các bạn ơi, tại vì mình thu về ấy ít khi nào mà mình online lắm thật sự. Sau khi mà mình thu về thì mình chỉ để ở đó thôi, và mình bắt đầu rao, và có bạn khách nào ưng ý thì mình chuyển cho bạn đó và mình bán cho bạn đó, thì bạn ấy mới bắt đầu vào để cài. Chứ nick nó ra vào mỗi ngày mà các bạn bắt mình phải mua về rồi phải cài trong cái thời gian bán thì ôi rồi ôi, mình không có thời gian để đăng nhập luôn ấy các bạn. Tại vì mỗi lần mình đang treo rất là nhiều nick của các bạn khách để cài thuê và để làm nhiều thứ lắm, video đồ nữa. Ở đây thì thuộc tính của KF của chúng ta thì chỉ mới 12% thôi nha các bạn. Đây là một con level 51 khá là đẹp, và tầm giá của nó thì bèo bọt vô cùng. Nó chỉ khoảng từ 2XX hoặc là 1XX luôn, chứ cũng không ấy nữa. Thì các bạn cứ inbox bên Zalo của mình. Mình còn khá là nhiều cái nick từ 700 cho đến khoảng 2 triệu rưỡi đổ lại. Nhưng mà lực chiến và tất cả mọi thứ nó khá là ok luôn nha mọi người. Về phần ngọc của nick này thì các bạn cũng thấy là chúng ta đang có bảo kích phong ấn miễn kháng cam, hạt nhân và liên kích thần báo thì là tím. Về phần bet thì chúng ta đang sử dụng bet phượng hoàng level 70 và max đột phá nha các bạn. Bet rồng của chúng ta thì cũng đã level 70 và max đột phá. Rồi bet rắn của chúng ta thì cũng đã level 70 và max đột phá. Ôi con này ngon phết nhờ, ba con bet 70 luôn các bạn. Về bet thu thì hiện tại level 24 thôi các bạn ơi. Ở đây thì bet gắn level 70 max đột à không có max đột phá 14.000 máu nha các bạn, đột phá 14.000 máu. Và ở đây một còn 136 mảnh chúng ta chưa sử dụng. Về chòm sao của nick này thì nói chung là nó chỉ độ khoảng tầm chòm 2 thôi các bạn. Chỉ số nó cũng còn khá là thấp ha. Thì anh em có thể về để cài chòm thêm thì sẽ tăng lực chiến thêm. Về cái phiên bản mới thì nick này cũng không có đụng nhiều. Về cái phiên bản mới thì khi tu về thì cú chỉ bỏ đó để bán dần thôi. Thì anh em về để cài thêm, thẻ tháng còn luôn nhờ. Ghê thế. Hôm nay thì mình mới thu lại nick này khoảng 2-3 hôm thôi. Mình đã bán một lần rồi và mới vừa thu lại. Nick này thì liên kết zin nha mọi người, cho nên là full thông tin và rất là ok cho những anh em mà ở nước ngoài, hoặc là có thể anh em ở Việt Nam mà cần liên kết zin để nó thuận tiện hơn cho các bạn ha. Thì đây là cái phần hồn sao. Hồn sao thì cũng khá là bèo bọt thôi. Nói chung những cái nick tầm trung như thế này thì không có thể đòi hỏi được quá nhiều ha. Chúc phúc thì vũ khí 11, nón 10, áo 10 và trợ thủ 10. Rồi thần khí là 6.8 nha các bạn, cũng khá là cao. Về vật tổ thì hiện tại là 24, 25 và 25. Rồi bây giờ là tới cái phần danh trại. Danh trại thám hiểm danh trại thì hiện tại là đã lên được level 58, 58, 59 và 50. Thì đối với những cái nick này có nhiều bạn bảo là đi sảnh ăn hành ha. Thì hôm nay là cú sẽ quay trực tiếp cũng như là trên video để test cho các bạn xem vài trận sảnh. Thì cú nhắc lại đây là một con nick tầm trung. Độ giá của nó chỉ rơi vào khoảng là tầm 2X nhỏ hoặc là có thể 1X luôn. Thì
Cho nên là nó sẽ khá là ok đối với những bạn trải nghiệm, hoặc là những bạn thậm chí là những bạn sinh viên hoặc là công nhân dùng game để giải trí, thì mua những cái nick này về các bạn chơi khá là hợp lý. Và Cú luôn đặt một cái lời khuyên cho những bạn mà chơi game, tức là mình vẫn là một người nạp thuê cho những anh em thôi, nhưng mà mình nên khuyên các bạn là nếu như mà đã mua những cái con nick tầm trung như thế này thì thật sự các bạn có nạp thì nạp những cái mốc nhỏ nhỏ, 50, 100, 200 đổ lại thôi. Các bạn đừng nạp quá nhiều, tại vì nạp quá nhiều thì thật sự nó cũng sẽ không có lên được nhiều. Thà là các bạn để cái số tiền nạp đó để các bạn nâng tầm con nick hơn, mua một cái con VIP hơn thì nó sẽ hợp lý. Hoặc là các bạn chơi theo kiểu giải trí thì các bạn cũng không nên đầu tư, tức là các bạn chỉ cần chơi bình thường, rồi khi nào các bạn chán các bạn bán lại thì nó cũng không lỗ mấy nha. Cái này thì mình khẳng định với các bạn luôn, chứ mình thì không phải như người khác mà là bán ra rồi sẽ hút sẽ tu lại cho các bạn không lỗ đâu, rồi cái này này kia các kiểu. No, khi mà các bạn mua của Cú các bạn bán lại chắc chắn là các bạn phải lỗ, nếu như mà các bạn thanh lý lại Cú. Tại vì thí dụ như cái giá mà mình bán cho các bạn, nếu như mà mình thu lại cái giá mình bán cho các bạn thì mình phải nâng lên một xíu để kiếm cơm, thì người sau nó sẽ ra rất là nhiều. Cho nên là khi mà Cú bán cho các bạn và trong thời gian mà Cú thu lại á, thì Cú sẽ xem tình hình lúc đó nó như thế nào, và chắc chắn là các bạn lỗ thôi, nhưng mà chắc chắn là lỗ không có nhiều nếu như mà các bạn không nạp. Còn đối với những anh em mà bán ạt à, mình sẽ thu lại cho các bạn, à mà thu bao nhiêu mới là vấn đề nha. Các bạn nên nhớ là thu bao nhiêu mới là cái vấn đề quan trọng. Tại vì khi mà đã là mua bán cái này á, thì khi mà mình bán nó ra á, mình hứa mình thu lại là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà vấn đề là bán bao nhiêu đó rồi thu lại bao nhiêu, cái đó nó mới quan trọng. Và cái thứ hai nữa là nếu như mà ai nói thu lại không lỗ đâu thì inbox cho Cú, Cú sẽ sang người đó để Cú mua những cái nick đó để làm video cho các bạn xem. Và sau khi Cú chán thì Cú sẽ bán lại nếu như họ quy định là mua của họ và bán lại không lỗ nha. Mua khi mà các bạn mua nick mà bán lại không lỗ á, là nó sẽ có hai cái trường hợp. Thứ nhất là các bạn sẽ gặp được một cái người khác họ cần cái nick đó và họ cần cái server đó, và bạn bán bên ngoài giao dịch trung gian, thì có thể là bạn sẽ kiếm lời được từ cái con nick mà các bạn mua của những bạn buôn. Còn nếu như mà thật sự các bạn bán ngược lại những bạn buôn thì không bao giờ có chuyện là sẽ không lỗ nha mọi người. Thậm chí là lỗ ít mà Cú còn không dám để khẳng định với các bạn á. Mình đã làm gần 3 năm rồi và những cái vấn đề này á, mình luôn chia sẻ rất là rõ ràng. Để không thôi những cái bạn mà họ nói với Cú á, là tức là mình chỉ chơi được trong khoảng thời gian làm mười mấy ngày nghỉ Tết thôi. Cũng như những cái bạn đang ở bên nước ngoài nè, họ nói là có cái con nick nào không cho họ thuê để họ chơi khoảng mười mấy ngày nghỉ Tết thôi, tại vì không có gì làm thì buồn chán quá thì thuê, thì Cú không có cho thuê rồi. Nhưng mà Cú nói mua đi, thì bạn ấy nói mua nếu như mà bây giờ tôi mua tầm mười mấy ngày nữa hoặc là 20 ngày nữa tôi có công việc tôi nghỉ tôi bán thì tôi sẽ lỗ bao nhiêu. Cái vấn đề đó Cú không bao giờ Cú nói được, tại vì hiện tại bây giờ mỗi ngày là giá nick nó sẽ khác nhau, và khi mà mình chia sẻ cho họ rõ ràng như vậy á, thì họ còn muốn ủng hộ mình thì họ ủng hộ, còn không ủng hộ thôi. Chứ nếu như mà nói hết tất cả mọi thứ cho các bạn một cách nó vô khuôn mà tới lúc đó mình lại tìm lý do để mình không thu lại, hoặc là mình tìm lý do để mình né tránh các kiểu á các bạn, thì nó rất là ngại. Tại vì mình đã làm cái thời gian khá là dài rồi và đa số là những anh em quen thuộc, cho nên cái gì mình làm được thì mình mới nói, còn không làm được thì mình sẽ không bao giờ mà mình hứa với các bạn chỉ vì bán một con nick lãi vài trăm nghìn mà mình lại đủ thứ hết nha các bạn. Còn về những chỗ khác thì Cú không dám đánh giá là họ làm việc như thế nào, nhưng mà Cú dám khẳng định với các bạn là không có một ai bán con nick, không có một ai dân buôn bán con nick ra mà dám khẳng định là khi các bạn nghỉ các bạn bán lại sẽ không bị lỗ. Đồng ý thật sự, nếu như mà các bạn bán cho một cái người chơi bên ngoài thì nó ok, còn các bạn bán ngược lại người bán mà không lỗ thì như thế là bạn ấy buôn, bạn ấy chắc là buôn vì đam mê đúng nghĩa hết các mọi người. Còn này kia các kiểu nữa thì ok, hồi nãy giờ mình cũng đã test cho các bạn xem vài trận sảnh rồi ha, để không thôi anh em lại cứ bảo ăn hành hoài. Những cái nick mà Cú bán cho các bạn á, là nói chung là mình không dám là khẳng định là nó sẽ mạnh nhất. Những cái con nick tầm trung mà Cú bán cho mọi người á, Cú luôn nói với các bạn là con, thí dụ như những cái con nick tầm trung mà Cú bán cho mọi người, Cú bảo là bao sảnh cho anh em, bao sảnh không bị ăn hành cho anh em, tức là nếu bị ăn hành thì cứ trả nick lại.
Tức là ăn hành ở đây là các bạn đi 10 trận sảnh, các bạn thua 7-8 trận gọi là ăn hành. Tại vì nó quá yếu mà lại dùng mình lại bảo kê nó là đi sảnh tốt, đi sảnh ok. Còn đi sảnh không ăn hành, bao sảnh là giống như cái con nít hiện tại mà Cú đang quay video cho các bạn xem nè. Tức là chúng ta vẫn sẽ thua, top 1 vẫn thua nha mọi người. Các bạn nên nhớ là top 1 liên server, nếu như thật sự gặp top 2 mà xui xui hay là gặp những bạn top 3, top 4 thì vẫn thua bình thường. Cái đó là vấn đề rất là bình thường. Còn không ăn hành ở đây tức là các bạn đi sảnh, các bạn đi 10 trận thì các bạn win 7-8 trận thì nó đã rất là ok. Đối với những cái con nick mà tầm trung rồi, với lại tầm giá này thì các bạn cũng thấy là lực chiến nó rất là cao. Và kho đồ của nó thì thật sự là nó không có thua kém những cái bạn mà ngang tầm. Còn những cái nick mà ngang tầm các bạn mà nếu như mà nó có những cái wow boom, wow búa hay là những cái vũ khí xịn sò hơn thì giá nó sẽ chát hơn, nó sẽ mặn hơn là việc rất là bình thường. Còn nếu như khi mà chúng ta đã xác nhận là chơi giải trí và chơi những cái nick mà tầm giá như thế này á, thì thật sự là không phải là không cho các bạn đòi hỏi quá nhiều, nhưng mà tức là những cái con nick như thế này nè, nó có cara, nó có những cây super bình thường là nó quá ok rồi. Còn những nick nào mà có wow boom, wow búa thì nó lại càng tốt hơn thôi. Thì nói chung là mỗi con nick á, tại sao mà Cú khi mà các bạn gửi nick á, các bạn bảo là định giá giùm á, thì Cú lại từ chối. Cái vấn đề thứ nhất á, là chưa chắc Cú đã định giá đúng. Và cái vấn đề thứ hai á, là cái bạn này mình chơi mình sợ bạn ấy đào quá, chứ nếu như mà chơi đam thì chúng ta vẫn cân được nha, nhưng mà đang sợ đào. Tức là cái vấn đề mà Cú không định giá cho các bạn là nó cũng có hai vụ việc nữa. Thì cái thứ nhất là mình chưa chắc đưa ra giá chuẩn được và chưa chắc đưa ra giá đúng ha, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà một cái con nick của những bạn khác, có thể là chủ nick đó là khách ở bên mình hoặc là những cái bạn biết đến mình, thì khi mà mình với con mắt của một người nhìn là nhìn thu nick á, thì lúc nào cái giá nó cũng sẽ hơi bị mềm. Cho nên là khi mà báo các bạn á, thì có một số bạn dùng cái tin nhắn, dùng cái ý kiến của, dùng cái tư vấn của mình để chỉ tham khảo thôi ha, thì nó không có vấn đề gì xảy ra cho các bạn. Còn có một số bạn rất là kỳ, sau khi mà mình định giá cho các bạn á, về cái con nick đó các bạn hỏi á, thì các bạn lại dùng cái tin nhắn của mình, các bạn chụp màn hình lại để các bạn đi sang, các bạn ép giá người chủ nick. Thì khi thí dụ như chủ nick lạ thì người ta lại ghét mình thì thôi, không có chuyện gì để nói đi. À, người ta ghét mình là ok, tại vì mình nói giá người ta, nick người ta quá bèo hoặc là này kia các kiểu đi, thì mình sẽ không có vấn đề gì. Nhưng mà nếu như gặp khách quen bên mình á, thì người ta lại nghĩ là mình chơi, à sao chơi kiểu gì kỳ vậy. Tức là chơi kiểu là tại sao lại báo giá bèo vậy. Nhưng mà nhiều khi mình không biết chủ nick là ai, cho nên hiện tại một năm nay á, Cú rất ít khi nào mà chia sẻ cho các anh em về định giá lắm nha. Cho nên là hai bạn mà tự, thí dụ mà có nhờ Cú giao dịch đó, thì hai bên tự thương lượng với nhau. Sau đó thì nếu như mà cả hai biết đến Cú, muốn Cú giao dịch thì mình sẽ nhận giao dịch. Còn nếu không thì thôi, chứ cũng không có dám định giá luôn các bạn, thật sự. Bởi vậy nhiều anh em mà sau khi nghe cái video này á, mà anh em cảm thấy là Cú không có định giá cho anh em, cái thứ nhất là mình không phải chảnh chó, cũng không phải là mình coi thường anh em, hay là cũng không phải là khinh khách các kiểu. Nhưng mà cái vấn đề đó nó rất là tế nhị các bạn. Có thể là những bạn khác họ sẽ định giá, họ sẽ làm hùng hổ ba la các kiểu cho mọi người. Nhưng mà riêng về Cú á, thì hiện tại là Cú chỉ làm với anh em quen thôi. Và những cái trường hợp mà mình định giá cho các bạn và sau đó mình bị rất là nhiều những cái chỉ trích từ chủ nick, hoặc là có thể là những bạn khách mình giận mình luôn, bỏ mình luôn. Cho nên là những cái tại sao mà những cái con nick mà Cú đã bán rồi á, thì các bạn hỏi giá lại Cú lại không nói được. Thì do là thí dụ như những cái con nick đó, thí dụ Cú đang bán thì Cú có thể là báo cho các bạn một cách rất là thoải mái. Tại vì hiện tại nick mình vẫn là chủ, mình muốn bán sao thì mình báo như vậy. Còn khi mà đã bán xong rồi thì nick nó đã sang tay một bạn chủ khác rồi, thì mình coi như là mình không liên quan nick đó. Nếu như mà mình thí dụ như mình bán nick đó 1 triệu đi, mà mình gặp bạn chủ nick mới, bạn ấy mua rồi, bạn ấy giao lại 2-3 triệu, hoặc là bạn ấy giao lại 100.000 thôi, hoặc là thậm chí bạn ấy đeo luôn, thì cũng kệ bạn ấy luôn. Nói chung là không có dính dáng gì đến mình nữa. Và họ cũng, họ mua thì họ trả tiền đầy đủ, thì coi như là quyền của họ, nick đã thuộc về họ. Thì họ muốn chơi hay là muốn nghỉ hay là muốn bán 1 tỷ hay là muốn bán
10.000 hay là nói chung là muốn làm gì làm, nó không có liên quan đến mình nữa, và mình cũng sẽ xin phép là sẽ không có can thiệp vào cái nick đó. Tại vì có nhiều bạn á, sau khi biết cái nick đó mình bán cho cái bạn kia, thì khi cái bạn kia bán thì lại inbox, thì cái bạn mới đó lại inbox cho mình hỏi là lúc mình bán nick đó bao nhiêu, làm chi cho mọi người. Tại vì khi mà họ mua về, có thể là họ đã nạp thêm, hoặc là một thời gian họ đã cài thêm, mà mặc dù thí dụ như họ mới vừa mua của mình buổi sáng, buổi chiều họ bán lại cũng kệ họ luôn. Cái đó là hồi đó tới giờ mình làm cũng theo cái cách đó rất là lâu rồi. Thì nói chung là cũng có nhiều anh em ghét mình thì mình chịu, chứ thật sự là mình vẫn muốn là cái gì ra cái đó nó ok hơn rất là nhiều ha. Thì hôm nay nói chung là chia sẻ cho các bạn cũng khá là nhiều về cái vấn đề mua bán và giao dịch, thì cũng mong là anh em sẽ hiểu mình hơn ha. Thì ok, bây giờ là Cú sẽ đi một ván này nữa và Cú cũng sẽ kết thúc video luôn nha các bạn. Thì anh em nào cảm thấy ôi toan rồi, ván cuối mà hơi bị su thế, thì anh em nào cảm thấy ưng ý thì anh em có thể liên hệ với Cú qua Zalo hoặc là số điện thoại ở trên video và ở phần mô tả để tham khảo những cái nick hiện tại, hoặc là có thể là cần mình tư vấn mua bán gì đó thì liên hệ với Cú ha. Thì nói chung là anh em Cú sẽ không có trả lời về vấn đề giá cả hay là giao dịch ở trên YouTube nha. Thì nếu như mà anh em nào đang có nhu cầu cần mua thì kết bạn Zalo và nhớ nhắn tin cho mình biết, để mình lọc một số bạn mà không cần đến mình, và sau đó thì mình sẽ chấp nhận các bạn để nói chuyện với các bạn được nha. Tại vì hiện tại bây giờ á, thì danh sách nó đã đầy rồi, mà mình xóa thì đôi lúc là mình sợ mình xóa nhầm những bạn khách quen thì họ lại giận nữa ha mọi người. Cho nên là nếu mà anh em nào đang cần gì thì kết bạn nhớ ri luôn, nhớ nhắn tin luôn trực tiếp cho mình, thì mình sẽ trả lời luôn cho các bạn một cách nó dễ dàng hơn nha. Thì ok, Cú xin chào các bạn và chúc các bạn có ngày mới vui vẻ ha. Bye bye.